Trái này coi trái gì hả con? Cái trái này trái nó ăn tị đông nhất nè. Cái này là một họ xương rồng. Quan wow, rất nữa. Rất bể rồi cô. Mà cái này ai mà đông nhất á? Cái này ai mà đông nhất á ăn tốt lắm. Cái này coi như là nó natural. Quá trời trái chim ăn quá. Quá trời không? Để con. Cô làm vậy cũng được nè. Để coi con. Hello chào các bạn. Trái nhiều quá mà trời hái không được, con đâu còn phải lên xe đâu anh. Hôm nay Thu Mệt và con gái của Thu Mệt đi và con gái thôi cô chú đi tới đây và mình khám phá ra được cái cây xương rồng. Thì đây cái cây này là họ trồng cũng phải 4-50 năm rồi các bạn. Thì bây giờ nó đang đỏ chín, bây giờ mình tới mình xin và họ cũng mấy bàn tay cũng cho mình đó các bạn. Bây giờ cô chú mình đang bắt đầu bẻ ha các bạn ha. Thu hoạch cái trái xương rồng ha chú ha. Dạ. Con là thưa rồi. Cái này cũng ghi vị chú. Cái cây này là cây của Mỹ Ý, chú mình nói là cây của Mỹ. Nhưng mà họ trồng cái cây này đó chị ăn nó trị bệnh đau nhất. Đây là chú quy một chùm đây nè chú. Để từ cô đem qua chứ. Đó là kiểu rớt này, chín rồi đụng vô rớt nè. À, đụng vô rớt đó. Quá. Wow. Wow. Chim ăn hả? Chim ăn hết trơn à. Chim ăn quá trời. Hồi chế cái này cũng hay quá ha. Hello các bạn. Là cái trái này mới là cái trái độc lạ nè các bạn. Nó đang đi trên gặp nhà kế bên. Quá trời đẹp luôn các bạn. Một vườn luôn. Quá trời trái. Nó thốn à, tôi bị rồi, tôi thốn kinh mồm luôn á. Ừ, hái chưa? Đó, trái nào nhỏ đó thì bẻ bỏ qua kia, còn trái nào lớn đó thì cái đầu lớn. À, chú mình đang bẻ nè. Nó đủ. Chú chìm nó khô, nó ăn mấy trái chín không à. Chú bẻ đi, gần đây cũng được nè, trời tốt quá, bẻ không được. Ôi nó chơi. Ôi nó rớt. Lỡ lên. Nó rớt coi. Bỏ vô đây nè. Ê, cầm lỡ này đi. Chưa con lấy không? Từ từ không, con không được lấy cái này, đụng vô gai á. Cái này gai lắm con ơi. Ờ. Một cái niệm luôn đi. Từ từ qua quay cái. Cô chú làm gì á cô chú? Hello cô chú. Cô chú đang hái cái trái này nè. À, cái trái này coi là trái gì á con? Cái trái này trái nó ăn tị đông nhất nè. Cái này là một họ xương rồng. Quan wow, rất nữa. Rất bể rồi cô. Mà cái này ai mà đông nhất á? Cái này ai mà đông nhất á ăn tốt lắm. Cái này coi như là nó natural. Quá trời trái chim ăn quá. Quá trời không? Để con. Cô làm vậy cũng được nè. Để coi con. Ok. Tại vì cái này á là có gai dữ lắm. Gai lắm nha, nó đâm vô hả, nhức một tuần lễ luôn á. Ồ. Ôi quá trời trái luôn các bạn ơi, trái chín cái lên trên. Cái này á mà chú có đất chú trồng cây. Chú trồng cây hả? Ồ quá trời ha. Chú ơi, chú bên đây một chùm nè chú ơi. Bên đây nè chú ơi. Bên đây nè chú ơi, bên đây đỏ nè. Ủa chim ăn rồi rụng rồi. Rồi chạy con chim trước. Em được. Ủa đây đậu dỗ qua đây cô ơi. Bên này giữ đi. Cô đang lấy bên này nó gần gần. Không, bên đây gần hơn nè cô. Ôi mấy trái này nhiều quá. Cô đang mê nè. À. Ở bên đây có một lắm. Tụi con lấy bịch tụi con hái đi. Bên hơn cô sợ. Này
nó đâm đau lắm. Ủa nó đông nhất thốn à. Cả từng lễ luôn chứ không chơi đâu này. Ôi, ơi, trái đã không các bạn? Đi mà con chim vẫn được ăn được ta. Bé ơi con thấy. Không 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 con. Đông đau lắm con. Đúng rồi, họ chế cái này hay á chú ha. Ăn cho cái này sao mà đụng vô là nó đau lắm. Nó nhức trời ơi. Dạ. Ở trồng được 5 gốc các bạn. 1 2 3 4 5 gốc mà bây giờ cây nó lớn. Quá trời lớn luôn. Chim nó ăn đầy hết dưới. Ờ ba thấy rồi con. À, chim nó ăn đầy dưới gốc rồi các bạn. Cô ơi qua mấy bên đây nè cô, nhiều lắm cô ơi. Trời ơi quá trời luôn các bạn ơi. Ờ, chú hái cũng quá trời luôn. Thu hoạch trên này là cái xương đồng hả cô hả? Ờ. Đây. Con. Ở trong đó có nhiều. Ờ bên ở đây trong có nhiều màu đỏ. Ờ bên đó có còn nhiều màu đỏ hả con? Dạ. À. Cứ đứng một chỗ thôi à. À cô bẻ gì vậy cô? Bằng cái bao tay hả con? Đang bẻ nè. À cái bao tay nó cũng lợi hại ha cô ha. Ừ. Cô lấy cái bịch ni lông cô ấy không gai không? Ê cô nhẹ nhẹ cô nó dập á cô. Dập à. Ồ ơi đã không? Bữa nay cô mình khuyên ai mà nhức mỏi lên trong xe có cái kéo mà bấm rớt xuống à lấy cái bịch hướng vô nhức mỏi á lên à. Ánh này nè dạ. Ngon lắm con kéo bấm cái rớt xuống ừ nó hộp á dạ quá trời luôn các bạn ơi trời ơi đây chim nó ăn cái trái này các bạn chim nó cũng khôn ha trời ơi nè các bạn giờ mình bẻ thử một trái mình ăn thử nè cô gần á nha dạ dạ ồ cái này là trái đỏ nè ồ giống là giống khác cái trái này giống như trái gì biết không sao cô giống như trái thanh long ừ ha cái ruột nó giống trái thanh long ngon lắm ngon ha nhưng mà mình không biết sao mình gỡ ra được á không có dao ba lột này con. Ở đó ăn đi. Từ từ. Nhưng mà ăn cái này nó không bị nhức mỏi cho. À, mời các bạn nha, mình ăn thử cái trái xương đồng các bạn ơi. Con gái ăn thử trước đi. Bên này có nữa. Để bà gỡ cái mấy cái gai ra trước đi con. Rồi mời các bạn nha, mình ăn đi con mình ăn trước. Nhưng mà cái trái này hình như nó không ngon bằng trái vàng á. Không ngon bằng trái vàng. Chứ ngọt. Ngon quá. Au. Trở tay. Nó có hộp nhỏ nhỏ. Ăn luôn. Ừ. Nhiều ba, tại sao mới có chảy máu? Ừ. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm. Trái thanh long mới bạn. Thơm mới ngọt. Tốt ngọt gì hết đâu. Mình con ăn thử nè. Ăn cắn rồi. Ngọt không ba? Ngon. Ngon quá trời ngon luôn. Con cắn ở đâu ba? Cắn ở đâu? Cắn đi. Thôi rút về. À, thấy cái trái này nó hồi nãy là cái trái màu đỏ các bạn. Bây giờ ăn cái trái màu vàng các bạn ơi. Ăn thử trái màu vàng nó sao các bạn. Cái này các bạn ăn quá cần cẩn thận nha mình. Ăn thử trái màu vàng các bạn. Mang mình đứng kế bên luôn nha. Bên chống lên trên cây á. Chống rồi. Luôn hả? Rồi mời các bạn nha, mình ăn thử trái màu vàng nha. Ngon không? Trái vàng ngon hơn cái đỏ. Trái vàng ngon hơn cái đỏ. Hả? Coi chừng cô lấy cái nhánh màu đỏ nha. Thôi cô không lấy nhánh đỏ đâu nha. Màu vàng ở đây nè. Lấy vàng. Lấy nhánh vàng hả? Vàng ngọt hơn vàng. Vàng ngọt hơn. Dạ, dạ. Nó dính vô ha, một tuần lễ nó còn xuống. Trời ơi, tôi ta bị rồi. Tí em
xin một cành về trồng. Cành ở dưới nè. Thu hoạch là chuối của thu hoạch cũng vừa đi thu hoạch được một lỗ luôn các bạn ơi. Mình để cái cầm cái giỏ coi. Xách cái giỏ. Có một cây đỏ thôi, còn bốn còn năm cây màu vàng. Mà mình nói ai mà đi mua thì lựa màu vàng mua chứ đừng có mua màu đỏ. Thu mạch và chú của thu mạch cũng vừa đi thu hoạch được một cái giỏ này luôn nè các bạn. Mà cái này gai lắm, mình không dám bỏ bóp, nãy mình bỏ bóp lỡ, mình bóp vô một trái hai trái mình ăn á các bạn. Thì cái gai nó đâm vô đau lắm, nhức lắm, khốn lắm. Rồi bây giờ là đó, mình chỉ quay cho các bạn xem như thế này thôi. Đó, một giỏ nặng lắm các bạn, mỗi mấy chục ký rồi chú. Mà các bạn có ăn thì ăn kiếm cái trái màu vàng ăn nha. Đừng có ăn cái trái màu đỏ chứ nó ngọt hơn. Trái màu đỏ ăn nó cái này chị đau nhức rất là tốt mà. Cái này chị đau nhất, trời ơi, gai chú ơi. Gai nó đâm vô đau. Nói rồi. Cái này tiếng Anh nó gọi là gì chú? Cái tên cây này gọi là cây gì? Cái gì để coi đây. Một lần có mua này mua hoài ăn à. Dạ, cái xương rồng. Cái này ở ngoài shop nó bán 6-7 đồng một ký. 7 đồng một ký. 7 đồng một ký. Đúng rồi. Mà không có được ngon như vậy đâu. Cho nên hôm nay thấy như vậy là xin anh nhà vườn nó họ là hái. Dạ, good lắm đó các bạn. Thì nói chung là cái này là chị bệnh đau nhất. Đau nhất á, mình nên mua cái cây cái trái này ăn thì nó có mùa thôi à, chứ nó hết mùa là mình muốn ăn cũng không có dạ. Nữa. Mà con chim nó lại khoái cái trái này. Nó khôn nó, cái trái màu vàng á thì con chim nó mình thấy con chim nó ăn nó không có ăn mấy phải không? Cái chiếc trái màu vàng nó ăn nhiều hơn. Đúng rồi. Cái trái màu đỏ, cái cây màu đỏ nãy mình quay á là nó không có ăn. Đúng rồi. Mấy con chim con nhận nó cũng khôn các bạn. Cây này nó là cây prickly. Prickly á? À prick. Prickly hả? À prickly. Dạ. Thì tiếng Việt của mình kêu là xương rồng đi. Dạ, xương rồng. Dạ, nó bọc họ cái xương rồng. Dạ. Ôi, hôm nay có xương rồng này về ăn là mùa đông là hết sạch. Nhưng mà hồi nữa mình sẽ xin ta một cái nhánh ở dưới, ta bỏ cái nhánh gì, bỏ trong cái chậu. Không, đừng có lấy dưới đất. Sao mà lấy từ trên cây á thì nó sao đâu, tươi. Nó già sao rồi. Nó không, già. Nó già nó lên rồi con. Nó vậy nó, thôi bây giờ chào cũng giả đi, chiều rồi. À, thôi mình cũng vừa đi thu hoạch cái cây này. Thì nói chung là ăn thử rất là ngon các bạn. Thì các bạn nào có ăn thì ăn nên kiếm cái trái màu vàng ăn nha. Đừng ăn trái màu đỏ. Trái màu đỏ ăn cũng ngon nhưng mà nó không có độ ngọt bằng. Còn cái vàng nó ngọt hơn. Thôi video của Thu Mạch và chú cô chú cũng đã dài rồi. Thu Mạch và cô chú xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video kế tiếp ha. Rồi, xin chào bye bye. Bye bye, xin chào các bạn. Rất là quý cái này bởi vì anh Châu á bị đau nhất á, xong rồi anh cái này thấy rất là thích cho nên cứ tới mùa là mình mua á. Hôm nay á mình đi mình gặp được cái này là mình lấy về mình trồng nè. Dạ. Là tại từ cái mẹ luôn ha. Đúng rồi. Cái cây có trái không cô? Cô quay lại bên kia cái cô. Đây nè có trái nè. À có một trái luôn đó. À đó là chính xác rồi đó. Đã ha. Rồi ok các bạn ơi, thôi mình đi về cô ơi. Rồi mình đi về mình chuẩn bị trồng. Dạ mình cảm ơn chủ nhà chứ. Rồi cảm ơn chủ nhà nhiều, bây giờ chủ nhà chắc có trồng. Dạ, thôi mình giật đi ha cô ha. Dạ, sang kêu nhà đẹp quá các bạn ơi. Rồi, có quay hết luôn.